mọi người, chào mọi người đã đến với YouTube của Obsen. Và mùa hè đã đến rồi thì chúng mình cũng trở lại với một video mới. Như mọi người đã thấy tiêu đề và cũng thấy là bé mình đang cầm ở đây, thì chủ đề video hôm nay sẽ là shopping Capybara nha. Dạ ơi, mình thấy là em ý thì đang lại hot trở lại á. Thế nên hôm nay cùng làm thử thách xem là Obsen Kim Ngưu có bao nhiêu em Capybara nhá. Đầu tiên thì phải kể đến là em Capybara bông này. Thì em này mọi người nhìn qua đúng không? Tưởng là em Capybara bình thường, nhưng mà thật ra em này sẽ là cosplay nha. Và cosplay ở đây là cosplay ông thần tài. Thì bạn nào mà kiểu tâm linh một chút này, thích Capybara này thì có thể tham khảo em này nhá. Em này thì sẽ có hai size, và đặc biệt là ở Obsen vẫn còn rất nhiều em Capybara bông khác, nhưng mà để xem trực tiếp thì sẽ hấp dẫn hơn rất là nhiều đấy. Thế nên là mời các bạn đến Obsen cùng xem nhá. Trong những cái video trước ấy thì mình đã tìm một em móc khóa Capybara bằng len rồi, thì hôm nay mình cũng sẽ tìm lại em ý nha. Thì sau một hồi mà mình tìm kiếm thì đây rồi, chính là em móc khóa Capybara bằng len này. Và như lúc nãy mình có soi qua thì ở đằng kia có cả mấy em móc khóa Capybara bông nữa, thì cùng mình ra đấy để lấy mấy em ý về nhá. Trên tay mình là mấy em móc khóa Capybara bông. Nói chung là công dụng của mấy em móc khóa này thì mọi người đều rõ rồi đúng không? Nhưng mà cái em này thì thú vị hơn một xíu, đó là mọi người có thể xả stress nữa nha. Đây, như mọi người thấy thì chúng ta bóp thì em ấy sẽ kiểu thò lò cái kiểu bong phóng mũi ra ấy, trông khá là thú vị nữa. Ở đây cũng có một em móc khóa bông Capybara, nhưng mà em này thì khá là hay nha. Tại vì ngoài cái tác dụng là móc khóa ra thì em ý là một cái túi mini nữa. Trong này thì mọi người có thể đựng kiểu như là tiền lẻ này, son này, hoặc là những cái thứ bé bé như kiểu là nhẫn, khuyên tai các thứ này. Và có một em này trong túi thì mọi người đảm bảo là sẽ không dễ bị mất đồ nữa đâu. Các bạn nhìn này, mình vừa tìm thêm được một đồ Capybara nữa. Và mình thấy ở đây nhá là có rất là nhiều mẫu sổ khác nhau. Mình thấy là có mấy em sổ bé và hình như ở kia có cả mấy em sổ to nữa. Thì bây giờ cùng mình tìm xem là có bao nhiêu cuốn sổ hình Capybara ở đây nhá. Trước tiên thì ở đây sẽ có mấy mẫu sổ mini bìa cứng này. Ở đây thì có cả mấy cuốn sổ mini nữa, nhưng mà cái này sẽ không phải là bìa cứng mà sẽ là sổ gáy xoắn nha. Ở đây cũng có 3 mẫu rất là xinh. Nói chung mình thấy là mấy mẫu Capybara này thì mẫu nào cũng sẽ xinh hết. Chưa kịp giới thiệu cho các bạn những cái quyển sổ to Capybara ở ngoài kia thì mình lại thấy được mấy em bookmark ở cái quầy này. Nói chung là mấy em bookmark này thì sẽ có tác dụng là mọi người có thể kẹp sách này, kẹp vở này. Và mấy em này thì có 3 mẫu mà mẫu nào cũng rất là đáng yêu nha. Trong cái hành trình mà tìm sổ thì mình lại tìm được một cái cuốn sổ Capybara bìa cứng dài rất là xinh. Cuốn sổ này thì mọi người có thể viết công thức này, hoặc là viết nốt những cái việc cần làm trong ngày. Nói chung là mấy cái cuốn sổ Capybara này thì mọi người có thể sắm từ em sổ mini cho đến em sổ bìa cứng dài như này cũng rất là ok nhá. Và mình vừa tìm được một kệ sổ rất là nhiều sổ Capybara ở đây. Thì mấy em sổ này sẽ là những em sổ gáy xoắn nha mọi người. Và nói chung là em này thì size khá là to, size A4, mọi người có thể viết thay vở luôn. Với những cái bạn nào mà đang trong mùa thi kiểu là cấp 3 đại học thì có thể tham khảo nha. Và trên tay mình đây thì cũng là sổ, nhưng mà sổ này thì sẽ VIP Pro một chút. Đó chính là đây là một set sổ mọi người có thể DIY nha. Có nghĩa trong này sẽ có một quyển sổ này, có washi tape này, có nốt này, có sticker này, và có một em móc khóa thì phải. Nói chung là cái set này thì đều có hình Capybara hết. Và nếu mà bạn nào cảm thấy là những cái washi tape và những cái sticker trong này dán vào sổ chưa đã cái nư ấy, thì có thể tham khảo mua thêm một set sticker này riêng nha. Mấy em này thì nói chung là dán vào với nhau cũng khá là match đấy, thế nên các bạn có thể tham khảo combo này nhá. Đi dạo quanh khu đồ dùng học tập thì ngoài mấy cuốn sổ lúc nãy ra, mình tìm được thêm mấy em hộp bút này cũng rất là xinh. Mình sẽ có hai loại nha. Thứ nhất đây là hộp bút vải này, thứ hai đây là hộp bút trong suốt. Thì nói chung là mấy em này trông kiểu đều béo béo giống nhau ấy, và cũng có khá là nhiều mẫu cho mọi người lựa chọn nha. Bên trong này thì sẽ có một ngăn khá là to để cho mọi người có thể đựng, và có thêm một cái ngăn này để cho mọi người có thể giữ bút này, hoặc là những cái đồ gì quan trọng có thể cho trong này để không bị rơi nhá. Còn bé đây thì chỉ có một ngăn thôi, nhưng mà cái ngăn này cũng khá là rộng. Nếu mà bạn nào mà thích kiểu style trong suốt một chút thì có thể tham khảo em này. Tạm bỏ qua khu đồ dùng học tập thì cùng mình đến với cả Blindbox Capybara nha. Em này thì sẽ có tổng cộng là 6 mẫu design và 5 mẫu bí mật. Thì nói chung em này mọi người có thể để trên bàn trang trí này hoặc là sưu tầm. Các bạn con nghiện Blindbox ấy thì nói chung là dính phải em này thì không thể dứt ra được đâu.
dân chơi nhìn phát biết ngay cái này là cái gì được không? Bởi em này thì là squeezy này, capybara được đựng trong một cái túi này. Nói chung là mấy em này ngoài cái việc sinh ra thì có thể làm cho các bạn xả stress cực kỳ hiệu quả nha. Đi qua khu này thì mọi người sẽ thấy những cái hộp xếp hình capybara ở đây rất là xinh, có mấy mẫu khác nhau. Mấy em này thì nói chung là sau khi mọi người xếp xong ấy thì mọi người có thể decor bàn học này hay là nhà cửa này cũng rất là ok nhá. Mùa hè đang rảnh thì nếu mà bạn nào muốn giết thời gian ấy thì có thể tham khảo chơi xếp hình cả ngày nha. Mình đang định đi ra ngoài rồi nhưng mọi người nhìn này, mình lại tìm được thêm một em capybara nữa. Em này trông thì kiểu giống một lát bánh nha, nhưng mà em ấy là squeezy capybara. Và ở đây có một cái đồ chơi cũng hơi vô tri một chút nhưng mà khá là tác dụng cho các bạn nào mà kiểu đang ôn thi hoặc là đang gọi là tu tâm dưỡng tính, thì đấy chính là một bộ gõ mõ capybara nha. Em này thì đây, mọi người lúc nào mà kiểu đang không kiềm chế được cảm xúc, cần bình tĩnh lại thì gõ vài cái là mình thảo nào, là mình nghĩ thảo nào các bạn cũng tĩnh tâm lại được thôi. Nãy mình đã tưởng là hết móc khóa rồi nhưng mà ra ngoài này thì mình lại tìm thêm được mấy mẫu nữa. Và nói chung là mấy em móc khóa này với các em móc khóa kia thì lại là khác nhau nha. Mấy em này thì sẽ là móc khóa nhựa này và có rất là nhiều mẫu xinh cho các bạn tham khảo. Còn trong kia sẽ là móc khóa bông và móc khóa len nha. Móc khóa này thì mọi người có thể móc vào ba lô này, túi sách này hoặc vào khóa nha. Mọi người có biết mấy cái bờ mà có hai kẹp trên tóc đang rất là hot dạo gần đây không? Ngoài cả em chuột Keratatu thì có cả các em capybara này nữa nha. Đây mọi người có thể thấy là trên tay các em thì sẽ có hai cái kẹp bé bé. Mọi người sau khi bờm xong thì có thể kẹp khoảng hai cái chỏm tóc ở trên này. Mọi người nhìn xem là mình vừa tìm được cái gì đây nè. Đây là mấy em túi tốt. Lâu lắm rồi thì mình mới thấy mấy em túi tốt như thế này. Mấy em này thì mọi người có thể đem đi kiểu đi chơi này, đi học này thì đều rất là hợp lý. Và cái size này thì cũng là size vừa phải, mọi người có thể đựng vừa đủ đồ nha. Và ở đây mình sẽ có 3 mẫu. Thì nếu mà các bạn thích mấy cái mẫu kiểu hoa hoa, kiểu summer một chút thì mấy em này cực kỳ hợp lý luôn. Lên trên đến khu phụ kiện điện thoại thì mọi người nhìn xem mình tìm được cái gì này. Mình có một em ốp ở đây và có cả một em dây đeo điện thoại nữa. Cái em dây đeo này thì ngoài cái việc là đeo vào ốp điện thoại thì mọi người có thể kiểu là đeo thẻ này, hoặc là đeo những cái móc khóa cũng khá là ok nha. Mùa hè đến thì các bạn kiểu hay đi biển đúng không? Và khi mà các bạn muốn đi chụp ảnh dưới biển ấy thì nhớ phải cho giấy yêu an toàn nhá. Và ở đây có một em phao chống nước cho điện thoại, mọi người có thể đi biển đi bơi thoải mái luôn. Em này thì mọi người có thể cho điện thoại vào đây, sau đó thì khóa vào là các em ấy sẽ không bị nước vào đây nha. Thì ở đây mình có các cái mẫu capybara khá là xinh, mọi người có thể tham khảo. Ôi mọi người ơi, mấy em capybara này đúng là xâm chiếm thế giới rồi mọi người ạ. Đến cả hộp đựng len thì cũng có hình mấy em ấy luôn. Trên tay mình bên này sẽ là mấy em hộp đựng len bé này. Mấy em này thì sẽ là có một khay len cho mọi người nha. Và bên này sẽ là một hộp to hơn. Em này sẽ có hai khay cho bạn nào mà hay đeo nhiều lens này. Mấy em hộp nhỏ nhỏ này trông kiểu như là hộp AirPods ấy nhở. Nhưng mà nó lại là hộp đựng len nhá mọi người. Sau khi đã mua rất là nhiều đồ capybara rồi thì chắc chắn chúng ta cần một cái túi đựng đồ đúng không? Mình vừa tìm thêm được một em túi quà capybara cực kỳ xinh như thế này. Và cái túi này thì mình sẽ đựng tất cả những cái đồ capybara hôm nay mình mua được vào đây. Bây giờ thì cùng mình đi dạo quanh một vòng xem là có sót đồ gì nữa không nhá. Và sau khi dạo quanh một vòng ở đây thì mình xác nhận là đã hết sạch đồ capybara rồi. Và mình thấy là trong clip hôm nay thì mình cũng khá là thành công, tại vì mình tìm được rất là nhiều đồ capybara. Nên là nếu bạn nào có đam mê sở thích với capybara thì có thể đến lớp xem tham khảo nha. Và nếu mà các bạn muốn mình tìm mua thêm một cái nhân vật nào khác hoặc là chủ đề nào khác thì có thể comment cho mình biết nhé. Nhớ like, share, subscribe YouTube của Oxen. Và bây giờ thì tạm biệt mọi người nha. Bye bye.